vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhu cầu về nguyên liệu và sản phẩm cao su được chứng nhận về nguồn gốc hợp pháp và quản lý bền vững trên thế giới ngày càng cao. Tuy nhiên, tại Việt Nam thì chưa có diện tích rừng cao su nào có chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế. Tại hội thảo thúc đẩy rừng trồng cao su bền vững và chứng chỉ FSC cho các công ty cao su tại Việt Nam diễn ra sáng ngày 24 tháng 7 thành phố Hồ Chí Minh, bà Vũ Thị Quế Anh, đại diện Hội đồng Quản lý rừng toàn cầu, gọi tắt là FSC cho biết, nhu cầu thế giới đối với đồ gỗ nội thất từ gỗ cao su có chứng nhận đang ngày càng tăng cao. Đây là một trong những yêu cầu của thị trường, yêu cầu rằng người ta phải có cái chứng chỉ đó để có thể bán được sản phẩm vào các cái thị trường khó tính, ví dụ như thị trường của EU, số những cái doanh nghiệp lớn. Những cái công ty lớn người ta cũng đã có những yêu cầu về cái sản phẩm mà được cấp chứng chỉ FSC. Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi thì cái nhu cầu này đang ngày càng tăng. Diện tích rừng Việt Nam được cấp chứng nhận của FSC còn rất khiêm tốn, chỉ mới đạt 42% so với mục tiêu 500.000 ha vào năm 2020. Thế nhưng đa số diện tích được cấp chứng chỉ là những đơn vị trồng keo, tràm, hiện vẫn chưa có diện tích cao su nào được cấp chứng chỉ FSC. Theo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trước đây tập đoàn cũng có hai đơn vị thực hiện chứng chỉ FSC là gỗ Đồng Nai và Dầu Tiếng. Tuy nhiên, đa phần việc cung cấp gỗ cao su chỉ ở trong nước và các đơn vị tiêu thụ cũng không yêu cầu nặng về chứng chỉ này nên tập đoàn đã dừng triển khai. Trước đây thì chúng tôi cũng vẫn dù không có chứng nhận FSC thì chúng tôi vẫn có tiêu thụ được. Tuy nhiên về lâu về dài để mà phát triển bền vững thì tập đoàn cũng phải làm bằng được cái chứng nhận FSC để cùng đồng hành cùng với các nhà sản xuất lớn. Và mục tiêu của chúng tôi là phát triển bền vững là như thế. Hiện nay thì cũng xin báo thế này, tức là một năm thì chúng tôi thanh lý khoảng từ 10.000 đến 12.000 hecta cao su. Thì như thế thì nó tương đương với khoảng là 1,2 triệu stair, tức là khoảng 1 triệu khối cao su. Thì đây chúng tôi đánh giá là nếu như không có chứng nhận FSC thì đây sẽ là một cái giá trị nó giá trị của cái sản phẩm gỗ nó không cao. Cũng theo ông Trung, trước nhu cầu sản xuất đồ gỗ nội thất từ nguyên liệu gỗ cao su đang ngày càng tăng cao, tập đoàn hiện đang có định hướng thực hiện chứng chỉ FSC với một vài đơn vị như cao su Bình Long, cao su Phú Riền và một đơn vị ở Tây Nam Bộ là công ty cổ phần gỗ MDF Kiên Giang với diện tích là 4.000 ha. Dự định trong năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ cố gắng có ít nhất một đơn vị trong ngành được chứng nhận FSC. Kính thưa quý vị, Bộ Công Thương bắt đầu nhận hồ sơ đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường, gồm đường tinh luyện và đường thô năm nay trong thời gian từ ngày 25 tháng 7 tới 16 tháng 8 2017. Trong hạn ngạch nhập khẩu đường 89.500 tấn sẽ gồm 44.000 tấn đường thô và 45.500 tấn đường tinh luyện. Phiên đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Bộ Công Thương Hà Nội. Đối tượng mời đấu giá là các thương nhân dùng đường thô để sản xuất đường tinh luyện, thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện. Đây là lần thứ hai Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính tổ chức đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường, với lần đấu giá đầu tiên diễn ra vào năm 2016 diễn ra minh bạch và 11 doanh nghiệp trúng thầu đã nhập khẩu hầu hết số lượng đường trúng đấu giá về phục vụ sản xuất. Từ trước tới nay thì phần lớn người tiêu dùng chỉ biết một loại sữa duy nhất là sữa bò. Và với tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường sữa tại Việt Nam hiện nay, với tư cách là nước xuất khẩu sữa lớn trên thế giới, New Zealand cũng không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận thị trường tiềm năng này. Mới đây thì công ty sữa cừu nổi tiếng của New Zealand là Springship Milk Co. đã ký kết hợp tác với công ty dược phẩm Việt Hà để phân phối sản phẩm sữa cừu New Zealand ra thị trường Việt Nam. Đây là bước đầu trong hợp tác thương mại song phương giữa đối tác New Zealand và Việt Nam trong ngành thực phẩm về sữa. Đại diện của công ty sữa cừu Springship Milk đến từ New Zealand đã ký kết với công ty dược phẩm Việt Hà của Việt Nam để phân phối sản phẩm này vào thị trường sữa Việt Nam bắt đầu từ tháng 9 tới. Sữa được coi là sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của New Zealand. Ngành công nghiệp này đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ trong 30 năm qua, đạt 21 triệu tấn vào năm 2016. We are working with a wide range of very innovative and reputable New Zealand companies that are interested in doing business in Vietnam and providing high quality products to Vietnamese consumers. Our exports in the dairy sector in 2016 were $249 million. And we are working, New Zealand Trade and Enterprise,
who is New Zealand Government's Economic Development Agency and Business Development Agency, supporting New Zealand companies to internationalise, such as the signing agreement we've seen today between Spring Sheep Milk Company and Vetaha Pharma. So we're very optimistic for the future and for launching new, highly nutritional brands such as Spring Sheep Milk products into Vietnam. Công ty sữa cừu Spring Sheep Milk là công ty về sữa cừu dinh dưỡng của New Zealand. Qua một năm khảo sát thị trường sữa Việt Nam, nhận thấy tiềm năng của thị trường này, Spring Sheep Milk quyết định xuất khẩu sữa cừu và phân phối vào thị trường Việt Nam. Yeah, sure. There is a lot of cow dairy in Vietnam, and the beauty of our product, it is very different, and there are a few parts to that. One dairy from New Zealand is all grass-fed, and our sheep in particular, being sheep dairy, we have a lot of digestibility advantages and a lot of nutrients, vitamins and minerals, and a lot more volume than cows have. So we have a very, very healthy product that, while new to the Vietnamese market, can provide the consumer with something they can't get and allow many, many people to have dairy that currently may not be able to digest it very well. Sure, so New Zealand has very, very strict standards with dairy, and everything is very regulated and very, very controlled. In the case of our sheep milk, not only do we have the government standards, but we have a lot of nutritional benefits, such as twice the amount of protein, 60% more calcium. So there is a lot of goodness for the Vietnamese consumers while being very easy to digest with a very, very strong food safety story. Theo báo cáo doanh thu hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của công ty đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, doanh thu của đường sắt đã tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016. Và đây cũng là động lực để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng mô hình cụm đường sắt tại các quận khác. Tính riêng trong nửa đầu năm 2017, có tổng số 600.000 đầu sách đã được bán ra trên đường sắt thành phố Hồ Chí Minh. Lượng khách tại khu vực đường sắt cũng tăng mạnh, đặc biệt trong dịp cuối tuần. Tuy nhiên, một hạn chế là khu vực gửi xe chật hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu của lượng khách tới. Để khắc phục tình trạng này, sắp tới công ty đường sắt sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở thêm chỗ giữ xe ở khu vực trước trường tiểu học Hòa Bình quận 1 và phần vỉa hè đường Hai Bà Trưng đoạn giao với đường Nguyễn Văn Bình vào buổi tối và những ngày cuối tuần. Trước thành công này của đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các quận 5 và quận 7 cũng đang xây dựng đề án và sẽ sớm trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt để mở rộng mô hình này tại thành phố. Triển lãm Đài Loan Taiwan Expo 2017 do Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan TAITRA tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 2017 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC thành phố Hồ Chí Minh. Theo xu hướng phát triển của các ngành cũng như nhu cầu của thị trường Việt Nam, TAITRA đã mang đến trong triển lãm lần này 8 khu quảng bá hình ảnh, gồm khu Taiwan Excellence, khu Cuộc sống xanh, khu sản phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp mới, khu chăm sóc sức khỏe, khu tuyển dụng và giới thiệu việc làm, khu thiết bị chế biến thực phẩm, khu giới thiệu du lịch Đài Loan, khu tư vấn giáo dục, những quyền thương hiệu với hơn 4.000 sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đến từ 150 doanh nghiệp hàng đầu Đài Loan. Trọng tâm của triển lãm Đài Loan Taiwan Expo lần này là 6 chủ đề chính: Taiwan Excellence, y tế thông minh, triển lãm Taiwan Expo, máy móc thông minh, công nghệ xanh bảo vệ môi trường và doanh nghiệp tiêu biểu. Phóng sự đặc biệt hôm nay về Taiwan Expo sẽ giúp quý vị hiểu thêm về triển lãm này. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại quảng trường tưởng niệm Tung Trung Sơn và phía sau tiếng Anh là tòa nhà Taipei 101, tòa nhà cao 101 tầng, biểu tượng của thành phố Đài Loan, nơi được mệnh danh là mảnh hổ kinh tế của châu Á. Thưa quý vị, Đài Loan không chỉ là một điểm đến nổi tiếng về du lịch trên toàn thế giới với những công trình kiến trúc văn hóa, lịch sử, giải trí, ẩm thực v.v. mà nơi đây còn được biết đến là một nơi có nhịp sống kinh tế cực kỳ sôi động với các doanh nghiệp luôn bắt kịp những xu hướng phát triển mới nhất của thế giới. Đó là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đó là sự trỗi dậy của Internet kết nối vạn vật IoT, đó là năng lượng xanh và các ngành công nghiệp sản xuất ứng dụng năng lượng xanh. Tất cả những sự phát triển đó đã làm nên thương hiệu Đài Loan, bộ mặt của Đài Loan với chất lượng đã được người tiêu dùng quốc tế công nhận. Và thương hiệu đó sẽ một lần nữa được khẳng định tại Taiwan Expo, triển lãm về Đài Loan sắp sửa diễn ra tại Việt Nam. Đảo Ngọc Đài Loan có diện tích nhỏ nhưng lại tiềm ẩn bên trong nguồn tài nguyên thiên nhiên và diện mạo nhân văn vô cùng dồi dào và phong phú.
là điểm du lịch châu Á được yêu thích khi sở hữu những vẻ đẹp cổ kính, nhưng cũng khiến du khách cảm nhận được nhịp sống hiện đại. Năm 2016, Đài Loan chứng kiến con số kỷ lục 10,7 triệu du khách quốc tế đến Đài Loan. Du khách có thể choáng ngợp với tòa tháp cao 101 tầng, hay trải nghiệm những vẻ đẹp cổ, ngắm nhìn những bảo vật quý giá của những triều đại từ triều Tần đến triều Thanh. Đây còn là một điểm đến du lịch thiên nhiên với hệ sinh thái đa dạng. Chưa hết, Đài Loan từ lâu còn được ví như một thiên đường ẩm thực đầy sức hấp dẫn dành cho các tín đồ mê du lịch. Ẩm thực đảo Ngọc là sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa Trung Hoa với các nước lân cận như Việt Nam, Hàn Quốc hay Nhật Bản, đồng thời không ngừng du nhập và phát triển thêm những nét văn hóa mới. Mì bò truyền thống của Đài Loan, trà khách gia đặc sản của Đài Nam, bánh bao húp xiao long bào, lẩu, ẩm thực chợ đêm hay thậm chí hoa cũng có thể sử dụng để làm nên đặc sản của Đài Loan. Và nếu đến Đài Loan, không thể không thử bia trái cây, niềm tự hào của công ty bia rượu và thuốc lá Đài Loan. Bia vị trái vải, bia vị nho, bia xoài hay bia trái thơm. Đây là những loại bia đang được giới trẻ Đài Loan cực kỳ ưa chuộng, đặc biệt là phái nữ. Thương hiệu bia Đài Loan Taiwan Beer của chúng tôi có thể nói là thương hiệu phổ biến nhất ở Đài Loan và cũng rất được ưa chuộng trên thế giới, đặc biệt phù hợp với khẩu vị của người châu Á. Trong những năm qua, chúng tôi đầu tư mạnh cho công tác nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn trong phân khúc bia độ nhẹ dành cho phái nữ. Chúng tôi cũng nhận thấy việc cho thêm hương vị tự nhiên vào bia sẽ làm cho bia ngon hơn, độc đáo hơn. Đó là lý do chúng tôi cho ra đời dòng bia trái cây. Trong khuôn khổ triển lãm Taiwan Expo sẽ có một khu vực gian hàng dành cho các doanh nghiệp du lịch và công nghệ chế biến thực phẩm, quảng bá những sản phẩm và dịch vụ của mình. Taiwan Expo là triển lãm quy mô lớn đã xuất hiện tại nhiều quốc gia châu Á, mục đích quảng bá hình ảnh của Đài Loan. Taiwan Expo là triển lãm mà chúng tôi đã tổ chức rất thành công ở Indonesia. Lần đầu tiên đến Việt Nam, chúng tôi giới thiệu những doanh nghiệp có thành tựu xuất sắc nhất. Họ là những doanh nghiệp đã đạt giải Taiwan Excellence, là những đại diện của sự phát triển của Đài Loan dựa vào đổi mới sáng tạo công nghệ. Lần đầu đến Việt Nam, Taiwan Expo năm 2017 sẽ có 150 đơn vị tham gia, giới thiệu hơn 4.000 sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của các doanh nghiệp hàng đầu đến từ Đài Loan. Nổi bật là 8 khu gian hàng chuyên đề, khu gian hàng Taiwan Excellence, gian hàng cuộc sống xanh, gian hàng sản phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp mới, gian hàng chăm sóc sức khỏe, tuyển dụng và giới thiệu việc làm, thiết bị gia công thực phẩm và gian hàng du lịch ẩm thực Đài Loan. Đây sẽ là những điểm nổi bật góp phần gia tăng phát triển thương mại song phương giữa Việt Nam và Đài Loan. Đài Loan và Việt Nam từ lâu đã có mối quan hệ hữu nghị rất gắn bó trong nhiều lĩnh vực. Thông qua triển lãm lần này, chúng tôi muốn gửi gắm đến người dân và đất nước Việt Nam những thông điệp về sự cần thiết của một nền công nghiệp xanh với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất. Đó là nền tảng phát triển của kinh tế Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua, và chúng tôi tin Việt Nam cũng có thể làm như vậy. Ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống luôn là điểm mạnh của Đài Loan, và Taiwan Expo diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 7 tại SECC, thành phố Hồ Chí Minh, sẽ là nơi truyền tải thông điệp và niềm cảm hứng đó đến người dân và các doanh nghiệp Việt Nam, công nghệ xanh cho cuộc sống thông minh hơn. Kính thưa quý vị, sắc xanh đã trở lại với hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 7. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã đóng vai trò chủ chốt cho đà tăng của thị trường. Chỉ số VN Index diễn biến khá giằng co trong phiên buổi sáng. Các cổ phiếu lớn như BID, GAS góp phần hỗ trợ thị trường. Hoạt động giao dịch trên sàn HOSE duy trì ở mức thấp do tâm lý e dè của nhà đầu tư. Bước sang phiên chiều, thị trường tăng tốc tích cực hơn. Cùng với nhóm cổ phiếu ngân hàng, thì một loạt các mã vốn hóa lớn khác cũng đồng loạt lấy lại sắc xanh. Diễn biến này tạo xu thế tăng khởi sắc cho chỉ số sàn HOSE. Giao dịch trên sàn tuy còn hạn chế nhưng vẫn đang tập trung vào các cổ phiếu mang tính đầu cơ cao như HAI, OGC. Khép phiên VN Index tăng gần 8 điểm lên mốc 767,27 điểm, thanh khoản đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tương đương trên 180 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Diễn biến của sàn Hà Nội khá tương đồng với sàn HOSE khi cũng giằng co trong phiên sáng và khởi sắc hơn vào phiên chiều. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tạo đà tăng tốt cho thị trường. Chốt phiên HN Index tăng 0,91%, đạt 97,81 điểm, khối lượng giao dịch sụt giảm, chỉ còn chưa đến 54 triệu đơn vị, ứng với hơn 470 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, khối ngoại mua ròng kỷ lục 450 triệu đô la Mỹ trên sàn niêm yết, đồng thời thanh khoản đã tăng 32% so với mức bình quân của năm 2016. Vốn hóa thị trường niêm yết đạt mức cao kỷ lục trên 100 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 50% GDP nhờ làn sóng thoái vốn và niêm yết của các doanh nghiệp lớn như BHN, SAB, VGC, ROS. Theo ông Winston Liu, giám đốc khối phân tích và tự doanh công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng BHS, những gam màu sáng của 6 tháng đầu năm cùng các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ đang tạo nên tiền đề lạc quan cho thị trường chứng khoán trong những tháng cuối năm nay. Ông Winston Liu nhận định xu hướng đầu tư vào các kênh như cao su, vận tải biển, tài chính, chứng khoán, ngân hàng khá tiềm năng.
Đặc biệt, với sự ra đời của các sản phẩm phái sinh mới tại thị trường Việt Nam, kênh chứng khoán sẽ tiếp tục ở vị thế dẫn đầu trong việc thu hút dòng vốn mới. Trong khuôn khổ hội thảo do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng tổ chức, các chuyên gia đã mang đến cho nhà đầu tư những thông tin giá trị, mô tả rõ hơn về bức tranh thị trường nhằm giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định nhanh và hiệu quả nhất trong bối cảnh thị trường 6 tháng cuối năm 2017. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng BHS là công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ đầu tư và ngân hàng đầu tư trong và ngoài nước. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật của phần tiếp theo chương trình. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết 80% rác trôi trên biển có nguồn gốc từ đất liền. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh giá đất tại 15 quận huyện từ ngày 1 tháng 8.